Dạ em xin kính chào với cô chú anh chị yêu thích mây vàng, đam mê sưu tầm bonsai thì trên cả nước đang xem kênh Cuộc Sống Cần Thơ Hậu Giang ạ. Dạ hôm nay thì em quay trở lại với bài kiện của anh Trạng, tiếp tục chia sẻ cùng cô chú anh chị mình một lô cúc thọ hương hàng già mùa, cây phơm lớn của chú anh chị ha. Dạ cây hàng để tầm trung để vàng cũng có đúng không cô chú? Và đa số là những cây đế đẹp. Ngoài cúc thọ hương ra thì anh cũng còn có một số mây dảo tự sắn với lại hoa hồng thanh tú, có dảo thủ đức hàng ghép 4 mùa luôn hết cô chú anh chị. À, em chúc quý cô chú mình xem biết vui và chọn được những cây ưng ý luôn à. Em xin phép được chú clip luôn cô chú anh chị ha. À, em xin chào anh Trạng ơi. Rồi, anh chào Phương, anh chào cô chú anh chị trên kênh Cuộc Sống Cần Thơ Hậu Giang. À, rồi, ngày mới chúc chị nhiều sức khỏe ha. Rồi hôm nay em về cái lô mai thọ hương Phúc Phượng Thanh Tân với mấy cây dảo ước chào mùa anh chị, đặc biệt có cây bạch mai. Bạch mai vào mùa ghép 2 mùa anh chị. À, bạch mai dảo anh chị. Bông từ 7 đến 12 cánh. Rồi, cánh tròn nha anh chị. Rồi mã số hôm nay là mã số 53, cây cúc thọ hương già mùa nha anh chị. Dạ. Ừ. Để nồm luôn nha mấy cô chú anh chị. Mấy cái hàng này anh chị mình chị xem đang ăn ra lá non anh chị. Cái này thì Tết chơi là dữ lắm nha anh chị, cái tàn mấy cái này Tết chơi dữ lắm, đẹp. Chị xem nhìn dàn lá nó khít kịch luôn ha. Lá nó khít gì thì bông nó sẽ rất là kín nha anh chị. Mình rút cũng được 50 ghép nha quý cô chú. Rồi. Rồi đế nở này là 57. Quành là 26. Chiều cao 70. Tàn ngang 68. Rồi. Mã số 53 xin giao lưu với cô chú anh chị mình là 1 triệu 100 ngàn. Dạ, 1 triệu 1. Mã số 54. Mã số 54. 54 là cây dảo bạch mai anh chị. Đó, chị xem ha. Dảo bạch mai anh chị, bông trắng dị vàng nha. Cái này bông nó từ 7 đến 12 cánh ha anh chị. Đó, cánh rất là tròn nha anh chị. Đều cánh ha. Nó không có gờ cánh anh chị, cánh nó khít trời kịch ha. Mã số 54. Dạo bạch mai. Đó, cái này cô chú anh chị nằm lấy thì nói em vô dây chỉnh luôn anh chị ha. Tròn bạc nè. Cái này có cây ghim nữa nè. Đó, trái này anh chị nè. Mã số 54. Rồi, cái củ đế đặt này là 52. Hoành là 21. Đế sổ nôm là 18. Chiều cao là 76. Tàn ngang là 92. Rồi 1 triệu 800 ngàn mã số 54, cây giả bạch mai già mùa nha anh chị, cây ghép 2 mùa ha. 1 triệu 8 nha cô chú anh chị. 1 triệu 8. Cái mâm tàn lớn luôn nha. Rồi, đổi. 55. Rồi mã số 55 là cây dảo thủ đức già mùa nha anh chị. Dảo thủ đức già mùa. Ồ. Cái này đang đi cơ đột mới luôn đó nha. Cái này nói về độ già thì khỏi phải bàn nha anh chị. Ồ, chị xem nè, cái chột ghép đó này ha. Ghép 4 chột mà liền mặt cắt luôn nha anh chị. Đây. Bít cái mặt cắt luôn ha. Ồ, mấy chột ghép thì nó nu được hết trơn nha anh chị. Cái liền lạc lắm nha cô chú. Còn cái mặt dưới này thì nó lên xù hết trơn ha. Chị xem nè. Dảo thủ đức già mùa nha anh chị. Bông này thì em bao bông chim chơi ha, bông rất là to và đẹp nha anh chị. Từ 7 đến 12 cánh. 22 hoành. Chiều cao là 105. Tàn ngang là 107. Rồi cây dảo thủ đức mã số 55 xin giao lưu với cô chú anh chị mình là 1 triệu 700 ngàn. Dạ, 1 triệu 7 nha cô chú anh chị. Lọt 56 là gì phải không? Ừ. Rồi mã số 56. 56 cũng là cây dảo thủ đức già mùa luôn anh chị, cây này ghép 2 bo. Cái này nhìn nó lùng lục hơn nha. Cái này cái tàn một ôm luôn anh chị ơi. 2 bo, bo ghép rất là to luôn ạ. À. Còn có chút xíu nữa là liền nha cô chú. Ừ. Đế cũng nhỏ luôn ạ. À. Dạ. Cái phần đế này nó lên ra mẹ xù xì hết trơn cô chú anh chị. Rồi. Rồi cái củ xù này là 34. Hoành 19. Chiều cao là 86. Tàn ngang 92. Rồi cây thủ đức mã số 56. Rồi xin giao lưu với cô chú anh chị mình là 1 triệu 6 nha anh chị. Dạ, 1 triệu. Cái này cũng ghép 4 mùa nha anh chị. Hàng già mùa nha cô chú. Năm
57. Mã số 57. 57 cũng là cây giảo Thủ Đức già mùa luôn. Cây này ghép có 3 bo anh chị. Rồi, bích mặt cắt luôn. Xem. Ừ. Chọn ghép to luôn nha. Đế thì không củ đế luôn à. Cây này hoành là được 20 anh chị. Hoành củ nở này là 28. Chiều cao 93. Tàn ngang 92. Rồi mã số 57. Rồi xin giao lưu với cô chú anh chị mình là 1,5 triệu. Rồi mã số 58 là cây cúc thọ hương anh chị. Cây này dáng nó hơi xuyên, đế một bệ đế luôn nha anh chị ơi. Đặc biệt bo ghép già nha anh chị. Đó. Hàng này là hàng em đông tàn. Đó, nó đang ra cơ em vô dây chỉnh sửa bán cho chị mình về chơi Tết 2024 ha. Ghép được 5 bo nha quý chú. Hàng này thì cô chú anh chị mình về tự tin chơi luôn. Đó. Mà lá mốt được luôn nha. Cúc thọ hương anh chị, cái này cái nồi đế hết biết luôn nha anh chị. Nè. Đó, cây gì đế gì anh chị. Hoành 24. Chiều cao là 78. Tàn ngang rộng 75. Rồi, mã số 58 xin giao lưu cô chú anh chị mình là 1,2 triệu anh chị ơi. 1,2 triệu. Mã số 59. Rồi, cây mã số 59 là cây cúc phượng Thanh Tân. Cây này dán lông nha anh chị. Có phượng, có lông, có lông, có phụng luôn anh chị. Có lông phượng. Lông phượng. Đó. Cúc phượng nha anh chị, dán lông ha. Này lấy bo được liền rồi nha cô chú anh chị, cho nên giao lưu với chân luôn ha. Thân lắc. Ừ. To này cũng rất là khéo cây nha cô chú anh chị. Cây này lắc cũng đẹp mà củ đế nở đẹp luôn ha anh chị. Hoành 21, củ đế đặc 43, chiều cao 82, tàn ngang 76, chiều dài cái tàn nó là 98. 59, cúc phượng Thanh Tân này xin giao lưu với cô chú anh chị mình là 1,2 triệu. Mã số 50. Rồi, mã số 60. 60 là cúc thọ hương nha anh chị. Ồ, tàn ấm, cứng ngắt cái tàn luôn nha anh chị ơi. Cái tàn như cái non lá vậy đó cô chú anh chị. Xem ha. Ừ. Đặt cứng luôn nha anh chị. Là thiếu kéo qua. Cho đặt. Mà tại nó mà đặt cứng mình chứ thì đặt cứng rồi nó thưa thưa là không có đẹp. Giờ cái này thì mình chơi cây kính tàn anh chị. Thôi nhưng mà tàn ngon lành nha cô chú anh chị. Cái này đế một bệ đế luôn. Mấy cái này anh chị mình chơi về là không bao giờ thất vọng không chị. Đế thì nó trải đều với chồng qua năm luôn á cô chú anh chị. Cây này hoành là 25. Chiều cao là 79. Tàn ngang 76. Rồi 1,3 triệu anh chị ơi. 1,3 triệu, mã số 60. 1,3 triệu. Cái này chơi cặp với cây số 58 anh chị. Cây 58 là cũng dáng xiên vậy nè, đẹp vậy nè. 61. Rồi mã số 61 là cây cúc phượng nha anh chị. Cúc phượng Thanh Tân, mã số 61. Phương tàn dù luôn nha chị. Ừ, nguyên cây dù luôn anh chị. Thấy Phương. Dạ, cây mai phương tàn dù. Cúc phượng Thanh Tân. Ờ, cây ghép hay già bo nha anh chị. Đế đẹp luôn nha. Rồi, hoành là 23. Chiều cao 79. Tàn ngang 70. Mã số 61 xin giao lưu cho cô chú anh chị mình là 1,000,000 anh chị. Dạ. Chủ tập ơi. 1,000,000 chẳng luôn cô chú anh chị nha. 1,000,000. Dạ. Mã số 62 là cúc thọ hương luôn nha anh chị. Ờ. Cúc thọ hương. Dáng siêu ha, cái mâm tàn cũng kính tàn luôn rồi nha cô chú anh chị. Ừ. Dữ lắm cái tàn anh chị. Khéo ha. Đang đi thêm cây lạc nữa nha cô chú nha. Vậy bữa mấy anh kéo kéo cây ra mấy anh nhìn nhìn em ha. Em sửa rồi nó kéo ra giãn hết trơn luôn. Hoành là 23. Đế sổ nôm là 19. Chiều cao 93. Tàn ngang 82. Rồi 1,300,000, mã số 62 anh chị ơi. Dạ. Mã số mã số 63 là cây cúc phượng dáng hơi xiên. Đó, cúc phượng vừa bay vừa xiên vừa bay hả anh chị.
Ờ. Dạ. Tàn thì đều hết rồi nha quý vị chú anh chị. Cái này tàn ấm anh chị. Đọc non nó đang ra rất là mướt anh chị. Cái này mình đặc biệt giống này mạnh lắm anh chị ơi. Giống này ít bị bệnh. Hoành 24. Dạ. Chiều cao 95. Tàn ngang 83. Cúc Phượng dáng bay mã số 63 xin giao lưu cô chú anh chị mình là 1 triệu rưỡi. Dạ, 1 triệu rưỡi cô chú anh chị. Dáng bay nhưng mà còn có đế luôn ha. Cái đế này cũng xu theo chiều 3 luôn nha cô chú anh chị. Dạ. 60. Mã số 64 Cúc Thọ Hương, cây này dáng trực lắc gì? Thọ Hương dáng trực lắc, cây này vô bonsai anh chị ơi. Cô chú anh chị nào chơi thương hoái giờ dáng bonsai chơi này. Cái này lắc rộng chữ C luôn ha. Cái đường xanh lắc nó nhìn cái cây nó khéo cây lắm cô chú anh chị. Cái này đế một cục đế không biết. Cái này hoành là 22 hoành. Chiều cao là 95. Tàn ngang 76. Rồi mã số 64 xin giao lưu cô chú anh chị mình là 1 triệu 500 ngàn. Dạ, 1 triệu rưỡi. Hàng già mùi luôn nha cô chú anh chị. Dạ, lá non anh chị. Không biết lá ha. Kỳ ha. Cái lúc nó còn mã số nào? Tè có nhăn không? Nhăn không? Nhăn chứ. Lá già nhăn rồi. Mã số 65 Cúc Thọ Hương dáng xiên. Dáng xiên tàn ấm rồi cô chú anh chị. Phải chảy trong đó. Dáng xiên tàn ấm anh chị. Đó, tàn hết viết anh chị. Thứ gì chưa nói. Đế lực lắm cho chú anh chị nha. Còn để cho bá lửa luôn ha. Còn 27. Chiều cao 107. Tàn ngang 77. Rồi cây Cúc Thọ Hương dáng xiên mã số 65 xin giao lưu với cô chú anh chị mình là 1 triệu 600 ngàn. Dạ, 1 triệu 6. Hàng này già mùa hết rồi cô chú anh chị. Tết nay chưa bông là ngon hạnh luôn. Đức mở nhẹ. Mã số 66 Cúc Thọ Hương nha anh chị. Cái này chơi cặp với cây sâm làm ok luôn. Dán nó hơi xiên xiên nè. Sâm ca luôn cô chú anh chị. Cây đang đi lá non cực non bốt cực luôn nha cô chú. Nha. Anh chị xem ha. Bằng chứng nè. Đó, còn non là vậy nên chị mắc mứt được vậy đó. Non thì mứt được ha. Già nữa chị. Già khè. Chuẩn bị rụng nè. Tàn đều luôn nha quý khách chị. Đế nó gom cũng đế luôn ha. Mấy cái này chị mình không mua. Tàn nó cứ ngắt gì chơi đã không chết. Đơn sẵn chị về chăm sóc thôi. Về chăm sóc lại ra thằng Thông nè. Hoành 26. Chiều cao là 108. Tàn ngang là 68. Rồi mã số 66 xin giao lưu cô chú anh chị mình là 1 triệu 600 ngàn. Dạ, 1 triệu 6. Mình ghép đủ chi điều tàn hết trơn rồi nha cô chú. Thì cái phôi này tay cảnh tứ diện luôn chị. Chị xem nhìn cái phôi nè. Nhìn thẳng từ trên ở dưới không có chống cái mặt nào hết trơn. Cái chi này, cái cây này chi cành đều gan luôn vậy đó. Nó như sắp vậy đó. Quýnh nông số mấy ông lại 14 hả? Quýnh vô mắt là quýnh thấy thường không? Tôi bạn số dạ, Cúc Thọ Hương. Cây này là phôm lớn nha cô chú anh chị mà mình đã con tàn đã rồi ha. Cái phôi này cũng tàn chi cành tứ diện luôn á cô chú anh chị. Số 67 anh chị. Cây này nở hậu, giót đọt, tay cành nó đều nha anh chị. Rồi cái củ đế đặc này là được 39. Hoành neo nó được 23. Chiều cao của nó là được 128. Tàn ngang là 108. Rồi mã số 67 cây Cúc Thọ Hương này xin giao lưu với cô chú anh chị mình là 2 triệu 300 ngàn. 2 triệu 3 nha cô chú chị. Cái này đế củ củ nhỏ luôn ha. Mã số 68 Cúc Thọ Hương luôn nha anh chị. Đó, cây này đế cũng nở nha anh chị. Nở đế cây một cốt tàng thông luôn. Giót đọt luôn ha anh chị. Cây này nếu mà anh chị mình chơi thì chơi cặp với cây số 67 là ok ha.
thấy gọn hả? Em đòi cụ đây đặt lên chị, tại nó dưới cầm ghế này để lồng trăm đo đặt. Rồi cái cụ đặt mình là 38 nha anh chị. Cục nạc là 38 ha. Cái này hoành là 23 22. Chiều cao 119. Tàng ngang 107. Rồi. Mã số 68 xin giao lưu với cô chú giùm mình 2 triệu 2. Để hồi chỉ em con sâu thì sợ hơn nữa, ghê hơn nữa. Nằm sau lưng kìa, cái dàn hẹt à. Mã số 69, Cúc Thọ Hương. Cái này tàn kính tàn nhau dáng hơi xuyên vậy. Cúc Thọ Hương nha anh chị. Cái này quá trời tàn đẹp anh chị. Cái này mình ghép rất là nhiều bo luôn. Tàn nó màu kính luôn chứ anh chị. Cụ đế đặt cứng luôn anh chị. Ồ, nguyên cụ đặt luôn mà anh chị. Cụ đặt là 42 ha. Cái hoành của nó là được 29 hoành hả anh chị. Chiều cao của nó là được 117. Tàn ngang 86. Rồi cây Thọ Hương mã số 69 em xin giao lưu với cô chú anh chị mình là 1 triệu 800 ngàn hả anh chị. Dạ, 1 triệu 8 cho cô chú anh chị ha. À, đế thì nó chảy đều luôn nha cô chú anh chị. Là thợ thầy mà tới giờ cũng to nó không cắt nữa. Tí là anh dễ bò lên bò xuống cắt hoài. Dạ. Rồi. Mã số 70. 70 là cây dạo Phú Tân nha anh chị. Đây đây cây mà Phú Tân có bông nha anh chị. Cái này nở mấy ngày gọi rụng luôn. Mưa gió dập. Cái này hai lớp cánh luôn anh chị. 2 4 6 8 9 10 cánh. Cái này nó héo rồi. Cái mâm càng này cũng khá là dày nha chị. Đây đây cánh này rất đây cánh là 11 cánh. 11 cánh. Nó 12 cánh luôn. Này hai lớp. Cái Phú Tân này là hai lớp cánh anh chị. Cái cây này là giống như là hai lớp cánh, bông đẹp lắm. Cái này giờ mình có thể lấy bông được liền luôn á cô chú anh chị. Cái hoành đế này anh chị, hoành đế này tính 90 thôi anh chị. Cái củ đế đặt này là 43. Đo đây đi. Hoành thân là 32. Thoát thân là 60. Chiều cao là 130. Tàn ngang rộng là 112. 70 xin giao lưu với cô chú anh chị mình là 3 triệu 300 ngàn. Dạ, 3 triệu 3 nha cô chú anh chị. Cây này đòi phong lớn ha. Chưa đâu, để đi chút này đi rồi mới nhìn kia ra. Cây đang ra cơi lá anh chị mới được ha. Mã số 71 là cây Cúc Thọ Hương tàn thông một cốt nha anh chị. Cây này cũng có thóc thân cao xíu của chú anh chị ha, và phân tàn lớn nha. Rồi, tàn thì dày mập luôn hả. Cây này giờ lấy được rất là nhiều hoa luôn á cô chú anh chị, mà chơi tết khá ok ha. Cái chọc chép là coi từ cái nước thuốc ăn lên luôn ạ. Rồi, cái thân dưới này có mấy cái cách nó có nu nu đằng nào nhịn cũng mấy quá cây nha cô chú. Mắc vị trí không? Cái này hoành là được 27. Thóc thân là được 45. Chiều cao là được 132. Tàn ngang 116. Rồi 2 triệu 600 ngàn mã số 71 chê Khúc Thọ Hương. Tàn thông một cốt anh chị. Và mã số 71 là mã số cuối cùng clip ngày hôm nay. Cảm ơn cô chú anh chị theo dõi clip ha. Rất mong cô chú ủng hộ em nha anh chị. Rồi em xin kính chào và hẹn lại anh chị ở clip sau. Em xin chào các clip ở đây luôn.